Gì đây? Ăn bắp chuối chấm muối ớt đi anh. Hả? Vậy làm sao mà ăn được? Muối ớt, bắp chuối, ok. Mình sẽ ăn thử nha. Chát thế. Ăn bên trong hơi ngọt. Ăn mấy cái càng của nó coi. Ăn như càng cua á. What? Ai ơi mà. Đùa tí thôi, ngon hết sảy các bạn ạ. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.